Rồi chúng ta bắt đầu học luôn ha. Hiện giờ thì chắc là bạn Liên thì chắc hay sao? Chưa học được một chút nữa, mà vào học sau đi. Cái này tôi có lưu hình lại, ghi hình lại thì cái gì thì tôi chia sẻ lên group ha. Thì chiều chiều nay đáng lẽ là chúng ta học, tôi sẽ báo cáo về cái trường hợp ma trận nghiệp đảo. Anh Phúc có thấy màn hình không? Dạ em đang thấy thầy. Tức là cái định nghĩa ma trận nghiệp đảo đó là nó là ma trận vô Nga. Nếu như mà nó tồn tại một cái ma trận B cùng cấp với nó thì mà nhân vô, mình lấy ma trận A nhân với ma trận B nó ra đúng bằng ma trận đơn vị cùng cấp với AB luôn. Đó thì lúc này mình nói A là nó có nghịch đảo. Tức là B lúc này nó là ma trận nghịch đảo của A nè. Lúc này mình gọi B nó là ma trận nghịch đảo của A. Và A nó cũng là ma trận nghịch đảo của B luôn. Thì khi một ma trận mà nó có ma trận nghịch đảo thế này mình gọi còn gọi nó là ma trận khả nghịch đảo, khả nghịch có nghĩa là có nghịch đảo. Thì cái điều kiện cần và đủ để một ma trận nó khả nghịch đó là cái định thức nó khác không, phải mình ghi nhớ cái này. Thì ví dụ ở đây tôi có một cái ma trận A như thế này thì tôi sẽ tìm được một cái ma trận nghịch đảo của A, tôi ký hiệu là A mũ trừ 1. Rõ ràng là tôi lấy hai ma trận này tôi nhân lên thì nó ra ma trận đơn vị cấp 1 này. À, xin lỗi cấp 3 này. Đó. Đấy, thì bây giờ mình lấy máy tính rồi bấm kiểm tra thử nha. Thì phép nhân hai ma trận mình biết rồi. Đó. Ví dụ như chỗ này mình bấm tạo ma trận A. Đó, nó có ba dòng ba cột. Rồi sau đó mình bấm AC ha, AC này. Thì đối với máy tính mình đó thì mình có thể bấm trực tiếp tìm ma trận nghịch đảo luôn. Tuy nhiên thì tôi muốn chứng tỏ ma trận này nghịch đảo theo cái định nghĩa đó thì tôi sẽ tiếp tục tôi nhập thêm cái ma trận A mũ trừ 1 này vô. Ở trong máy tính thì tôi nhập nó là ma trận B. Rồi thì tôi nhập ma trận B đó là ma trận vuông cấp 3 luôn, tức là ba dòng ba cột luôn, 7 trừ 4 trừ 1. Thì trong máy tính tôi có hai ma trận A và B. Ma trận A nó chính là ma trận đề cho này, ma trận B nó chính là ma trận A mũ trừ 1. Bây giờ tôi thử lấy hai ma trận này tôi nhân với nhau thì nó ra đúng bằng ma trận đơn vị, đúng bằng ma trận đơn vị. Bây giờ thì còn những phần tử trên đường chéo là nó bằng 1, những phần tử ngoài đường chéo là nó bằng 0. Còn một cách khác nữa là mình có thể tìm trực tiếp ma trận nghịch đảo của A luôn bằng cách là bấm mình lôi ma trận A ra, lôi ma trận A ra và sau đó mình bấm thêm cái dấu x mũ trừ 1 chỗ này. X mũ trừ 1 này là cái phím này ở trong cái máy tính mình, nó có nghĩa là tìm phần tử nghịch đảo của phần tử x, thấy không? Nếu nó là số 5 á, thì x mũ trừ 1 là 1 năm, còn nếu mà nó là ma trận A thì x mũ trừ 1 đó, nó là nghịch đảo của A. Đấy, bấm ra thì nó ra đúng bằng cái ma trận A mũ trừ 1 ở đây, mình mới cho ví dụ dưới đây. Thì tuy nhiên thì trong trường hợp mà mình cái ma trận mà nó vuông mà cấp nó lớn hơn 4 thì trên máy tính thì mình bấm không được, không. Đấy. Cho nên ở đây người ta cho mình một cái công thức tổng quát để mà tìm
cái ma trận nghịch đảo của một ma trận, tức là cái công thức này, tức là nếu ma trận A mà nó có ma trận nghịch đảo, tức là phản nghịch đó, thì ma trận nghịch đảo của A nó sẽ cho bởi cái công thức này. Công thức này, công thức này có nghĩa là gì? Nghịch đảo của A nó sẽ bằng nghịch đảo của định thức của A và nhân cho ma trận A sao. Ma trận A sao này nó gọi là ma trận phù hợp của ma trận A. Thấy không? Thì cái ma trận A sao này nó nhân cho một nghịch đảo của cái định thức của A. Thì nghịch đảo của định thức của A nó là một con số, thì cái này nó chỉ là phép nhân một số với một ma trận, đúng chưa? Nhân một số với một ma trận. Đó. Thì nhưng mà cái ma trận A sao này mình tính như thế nào? Tức là mình sẽ tính các cái phần bù đại số của các cái phần tử của ma trận A ban đầu. À, thì phần phần bù đại số của ma trận A mà trên cái dòng một á, thì mình viết thành là thành một cái cột cột thứ nhất. Cái này là phần bù đại số của các cái phần tử của ma trận A ban đầu đó mà trên cái dòng một, và mình viết thành cái cột một. À, tương tự trên cột hai, dòng hai thì mình viết thành cột hai. Đấy, thì cái ma trận này nó gọi là ma trận phù hợp của ma trận A. Đó. Thì bây giờ mình sẽ nghiên cứu cái ví dụ. À, các bạn có nghe tiếng của tôi không ạ? Rõ không ạ? Nghe rõ nha. Rõ thầy Rồi, đúng ơi. rồi. Rồi. Thì bây giờ mình lấy ví dụ là tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A nè. Đó, thì đầu tiên đó, thì cái công thức trên cái công thức của mình đó, thì mình phải tính được cái định thức của ma trận A. Đúng chưa? Tính định thức của ma trận A, thì cái cách tính định thức của ma trận A thì mình học buổi sáng rồi. Ở đây là trong cái ví dụ này thì tôi tính định thức của A bằng cách là khai triển theo cái cột thứ nhất, thì nói chung có hai phần tử khác không thôi, thì định thức này nó ra là trừ 22. Đấy, trừ 22 ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi đi tính tất cả các cái phần bù đại số của các cái của ma trận A này. Chẳng hạn ngay số 2 này, số 2 này á, thì cái phần bù đại số nó chính là định thức này. Không, định thức này mình nhân chéo là 3, 4, 12 và trừ thêm trừ 2 nữa, tức là 12 cộng 2 là 14 này. Bây giờ. Đó. Rồi cái phần bù đại số của cái phần tử này. Đấy, thì nó chính là cái định thức gồm có là 0514. Đó. Lấy số 0 này nhân số 4 là 0 phải không? Rồi lấy số 1 nhân số 5 này là 5 nè. Vậy 0 trừ 5, 0 trừ 5 á, thì nó bằng bằng trừ 5. Nhưng mà cái phần tử ở vị trí này á, thì nó ở vị trí là dòng 1 cột 2. Dòng 1 cột 2 mà 1 cộng 2 là 3. Cho nên phần bù đại số của nó mình phải thêm dấu trừ vào. Thấy không? Tức là thêm dấu trừ chỗ này nè. Thêm dấu trừ vào thì mình tính cái định thức này ra thì nó ra số 5. Được chưa? À, tương tự như vậy thì phần bù đại số của phần tử số thứ ba này thì nó chính là a 13, a 13 mà 1 cộng 3 là 4. 4 là số chẵn cho nên phần bù đại số của nó mình khỏi khỏi cần thêm dấu trừ vô. À, tức là nó dấu cộng rồi. Tức là mình khỏi ghi vô dấu cộng cũng được. Và mình bỏ đi cái dòng dòng 1 với cột 3 thì nó còn là 035 trừ 2. 035 trừ 2 này. Và mình tính cái định thức cấp 2 này thì được nó là âm 15. Đó. Và tương tự như vậy thì mình sẽ tính cái phần bù đại số của phần tử số 0 này. Mình phải tính ra ha, chứ không phải nói không là khỏi tính đâu. Tại vì mình đang tìm ma trận nghịch đảo. Thì số 0 này á, là mình sẽ bỏ đi cái dòng này, là cái cột 1 này. Thì lúc này nó còn là trừ 1, 3, trừ 2, 4. Trừ 1, 3, trừ 2, 4 nè. Thì cái này là cái số 0 này nó nằm ở vị trí là dòng dòng 2 cột 1. Mà 2 cộng 1 là 3, cho nên ở đây mình thêm dấu trừ vô nè. Đúng chưa? Thêm dấu trừ vô. Và mình tính cái định thức này ra âm 2. Đó. Vậy thì tương tự vậy thì mình tính cái phần bù đại số của A22, A nhỏ 22 đó, mình ký hiệu nó là A lớn 22. Đó là cái này. Rồi A lớn 23.
rồi A lớn 31, rồi A lớn 32, A lớn 33. Rồi sau khi mình tính hết cái phần bù đó thì mình sẽ sử dụng cái công thức này, công thức này mình nhân vô, tức là nghịch đảo của định thức của A và nhân cho ma trận phù hợp của A. Đấy. Thì cái ma trận A sao nó sẽ là như thế này. Các em lưu ý là cái chỗ này đó là các cái phần tử phần bù đại số của các phần tử trên dòng thứ nhất của ma trận A. Đấy không? Tức là 14 5 trừ 15 rồi, mình nhìn coi là 14 nè, 5 nè, trừ 15 nè. Đấy, cái này nó chính là A11, A lớn 11 phải không? A lớn 12 với A lớn 13. Thì mình ghi lại lại ở trong cái ma trận A sao này thì mình ghi nó thành cái cột 1. Tức là lúc này nó chỉ là cái phần tử A11 của ma trận sao nè, A sao nè. Và cái chỗ này nó là A21, cái phần tử dòng 2 cột 1. Thấy không? Số 5 này là nó nằm ở dòng 2 cột 1. Tương tự vậy thì mình sẽ sắp xếp cái phần phần bù đại số của cái dòng 2 của ma trận A thành cái cột thứ hai, cột thứ hai, cột thứ hai đây. Tương tự là cái phần bù đại số của dòng thứ ba là âm 10, âm 2, 6, mình sẽ tiếp thành cột thứ ba. Vậy thì ở đây mình sẽ được một cái ma trận phù hợp, và sau đó là mình sẽ lấy cái một nghịch đảo của cái định thức của A, tức là một phần một một phần trừ 22 đó, một phần trừ 22 thì mình nhân vô cái ma trận này thì ra được cái trận nghịch đảo. Tức là như vậy thì cái việc tìm ma trận nghịch đảo của cái một ma trận mà bằng cái phương pháp ma trận phù hợp này đó thì mình khối lượng tính toán mình rất nhiều. Ví dụ như là ma trận cấp 4 thì ở đây mình sẽ tính là tổng cộng là 16 cái định thức con cấp 3. Đấy, mình tính ma trận phần bù đại số mà. Đó. 16 cái định thức con cấp 3 và thêm một cái định thức con cấp 4 là định thức cấp 4 nữa. Tại vì nếu mà mình tìm ma trận nghịch đảo của ma trận cấp 4 á, thì mình phải tính định thức của ma trận A là định thức cấp 4. Rồi đó là mỗi phần tử của ma trận A đó mình đều tính phần bù đại số á, mà mỗi phần bù đại số của nó đều là một cái định thức cấp 3. Như vậy thì cái khối lượng tính toán của mình đó là nó rất là nhiều. Tức là tổng cộng đó là nếu mà mình muốn tính cái tìm ma trận nghịch đảo của một ma trận A mà cấp 4 đó, thì mình tính tổng cộng là 17 định thức. Và tương tự như vậy thì đối với ma trận vuông cấp 5 đó, thì mình muốn tìm cái nghịch đảo của nó là phải tính tới là 26 cái định thức. Tức là một định thức cấp 5 và 26 25 định thức cấp 4. Tuy nhiên thì nhiều khi khối lượng tính toán nó phức tạp, nhưng mà nó nếu mà mình có kết hợp với máy máy móc đó thì máy tính này kia đó thì nó sẽ trở nên nó cũng đơn giản. Cho nên là cái cách tìm ma trận nghịch đảo này đó thì cách tìm ma trận nghịch đảo này đó thì ở trên Excel của mình vẫn tính được ha. Excel của mình tính được. Mình đảo lại một mình lấy một cái ví dụ ở trên Excel. Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận này đúng không? Mới lấy cái ví dụ này lại ha. Mình mở cái bảng tính Excel tính thử. Đấy, thì bây giờ mình sẽ nhập ma trận A vô. Cứ nhập ba dòng ba cột. Đấy, thì bây giờ mình muốn tìm ma trận nghịch đảo của ma trận này, ma trận này là mình phải tô khối nó mình để thể hiện nó là một cái ma trận ha.
Đây, bây giờ mình muốn tìm ma trận nghịch đảo của nó thì mình phải 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 quét một cái vùng, tại vì ma trận nghịch đảo của nó là cũng vuông cấp 3. Đấy, chỗ này mình mới bấm F2 với dấu bằng, F2 dấu bằng. Rồi sau đó là mình sẽ tìm một cái hàm, ở trong cái số cái hàm về toán học đó, thì mình gõ chữ M, cái chữ M invert này này, này có nghĩa là tìm ma trận nghịch đảo của một ma trận. À, bấm OK. Rồi bắt đầu mình cái ma trận này nó thì trong Excel nó để chữ array, tức là một cái mảng số liệu, thì mình bấm mình chọn hết này. Đấy. Rồi sau đó là mình bấm giữ phím Alt bấm Enter ha. À, này bấm OK luôn, bấm OK luôn. À, nếu mà bấm Enter thì phải Alt Enter mới được. Thì ở đây nó tìm được ma trận nghịch đảo của nó. Tức là cái chỗ này là nó chính là trừ ở trên cái bài của mình, nó chính là gì, trừ 1/22 nhân cho 14 đó. Đây thì mình có là 10 14 mà chia cho âm 22 đó, là cái phần tử thứ nhất của nó là 0,6363 này đó. Thì trong Excel nó tính ra là 0,6363 này đó. Để rồi mình có thể chuyển nó về phân số được. Phân số là tính thì phân số gần đúng thôi, chưa phân số trên Excel là nó tính tính phân số gần đúng thôi. Phân số gần đúng tính là phân số là ba ký hiệu ba chữ số, tức là 7/11, 7/11 là phân số đúng rồi đó. Đấy thì Excel này cũng tính được nhưng mà kết quả nó là số gần đúng ha. Đấy. Thì còn nếu mà mình bấm máy tính thì cái này hôm nay là mình hướng dẫn bấm rồi ha, thì em nào mà vô sau thì nữa mình xem video lại. À, tiếp theo đó là tôi nói về cái tìm ma trận nghịch đảo bằng cái phương pháp biến đổi sơ cấp trên dòng. Thì hồi sáng đó là tôi yêu cầu chúng ta học thuộc ba cái phép biến đổi sơ cấp trên dòng đó, tức là mình đổi hai dòng cho nhau nè. Đối với một ma trận bất kỳ đó, mình đổi hai dòng cho nhau là nó gọi là một phép biến đổi sơ cấp dòng, hoặc là mình nhân một dòng cho một số khác không, thấy không? Đó. Nhân một dòng cho một số khác không, hoặc là mình biến đổi một cái dòng bằng cách là lấy cái dòng đó cộng cho cái dòng khác mà sau khi đã nhân với một số, thì cái số đó có thể khác không hơn bằng không cũng được, thấy không? Nhưng mà cái số đó khác không thì mới có ý nghĩa, còn nếu bằng không thì coi như là không biến đổi gì cả rồi, đúng không? Đấy. Thì khi mà mình dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng đó, mình sẽ đưa đưa một cái ma trận ghép lớp, lúc này mình gọi ma trận ghép lớp, phải không? Mình ghép cái ma trận A, mình cần tìm ma trận nghịch đảo đó, với ma trận Y. Thì lúc này ví dụ như A là ma trận vuông cấp 3, Y là ma trận đơn vị cấp 3, thì ghép lại thì nó là ma trận này nó trở thành là cũng có ba dòng nhưng mà tới 6 cột rồi, thì ba cột của A và ba cột của Y đó. Phần khi mình dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng á, mình đưa ma trận này về cái dạng IB, tức là bằng phép sơ cấp trên dòng, mình làm sao mà biến đổi cái ma trận ở phía trước nó thành cái ma trận đơn vị, thì lúc này cái ma trận phía sau á, trở thành là ma trận nghịch đảo của nó. Thì cái phương pháp này nó gọi là cái phương pháp thử Gauss Jordan. Phương pháp thử Gauss Jordan. Cái này cái từ thiếu cái chữ Y. Đó, từ bây giờ mình lấy cái ví dụ là cái ma trận này đi. À, mình đang tìm ma trận nghịch đảo của ma trận này. À, bây giờ mình sẽ tìm bằng cái phương pháp gọi là phương pháp thử Gauss Jordan, tức là ma trận A này đó mình ghép với ma trận đơn vị thì nó ra ma trận AI như thế này. À, AI như thế này thì chúng ta thấy là từ từ cái ma trận thứ nhất đó, mình sẽ biến đổi thành ma trận thứ hai bằng cách nào? Đó.
Ừ, ma trận thứ nhất và biến đổi ma trận thứ hai bằng cách là mình lấy cái dòng thứ nhất của dòng thứ nhất này nè, dòng thứ nhất chỗ này của ma trận này, tức là mình lúc này ma trận đó là nó là tới cấp 36 không, ba dòng sáu cột, nhưng mà lấy cái số 1 này nhân với dòng 1 này nhân cho trừ 1 cộng xuống dòng 2 dòng 3 thì lúc này mình sẽ ra được cái ma trận phía đây. Được chưa? Đấy. Ví dụ như chỗ này là một nè, nhân cho trừ một và cộng số 1 rồi chỗ này ra số 0 nè đó. Chỗ này âm 1 đang là âm 1 đúng không? Âm 1 mà mình nhân cho đang là âm 1, chỗ này nó đang là âm 1 phải không? Âm 1 mà nhân cho âm 1 nữa thì nó ra 1, và cộng xuống chỗ này nó ra trừ 1, và 1 cộng cho trừ 1 thì ra 0 nè. Rồi chỗ này nó ra đang là số 1 mà nhân cho âm 1 là ra âm 1, âm 1 và cộng số 2 thì nó ra còn số 1 rồi. Rồi chỗ này là âm, nó đang là 1 mà đang là 1 mà mình nhân cho âm 1 mình cộng xuống số 0 này thì nó ra âm 1. Còn chỗ này đang là 0 mà mình nhân cho âm 1 cũng là 0 và cộng số 1 thì vẫn là số 1 này. Đó. Còn chỗ này không mà nhân cho âm 1 rồi cộng số 0 này nó cũng là cái số 0 này. Rồi tương tự mình cũng lấy cái dòng này mình nhân cho âm 1 và cộng xuống cái dòng thứ ba, cộng xuống dòng thứ ba này thì cái chỗ vị trí này nó sẽ thành số 0 không, rồi chỗ này nó thành là số 2 thì cái âm 1 này nhân cho âm 1 là 1, 1 cộng 1 là 2 này. Rồi chỗ này là âm 1 mà cộng cho 2 thì nó còn 1. Rồi chỗ này âm 1 mà nhân âm 1 vô thì nó ra âm 1 mà cộng cho 0 này thì nó ra âm 1. Chỗ này 0 cộng 0 là 0 nè. Này 0 cộng 1 là 1. Đấy. Như vậy thì mình sẽ được một cái ma trận thứ hai này. Thứ hai này thì cái ma trận phía trước thì nó chưa là ma trận đơn vị. Nó chưa phải là ma trận đơn vị cho nên mình cố gắng làm sao đưa về ma trận đơn vị. Mà nếu mà ma trận đơn vị thì cái vị trí chỗ này nó phải là số 1. Cho nên mình từ cái ma trận thứ hai biến đổi thành ma trận thứ ba bằng cách là mình đổi hai dòng cho nhau, lấy cái dòng 3 với dòng 2 của ma trận thứ hai này mình đổi cho nhau thì nó ra được ma trận thứ ba này. Đổi dòng 2 dòng 3 cho nhau đó. Thì tới cái ma trận thứ ba này mình được biến đổi thành ma trận thứ tư này bằng cách là mình lấy cái dòng thứ hai đó, lấy cái dòng thứ hai của ma trận thứ ba này, chỗ này là đang là chỗ này nè, mình nhân cho 1/2, tức là nhân một dòng cho một số khác không đúng chưa, nhân một dòng cho một số khác không thì mình sẽ được là cái chỗ này là nhân cho 1/2 thì nó ra là 1, còn hiển nhiên chỗ nào không thì nhân cho 1/2 nó cũng là không thôi, thấy không? Đây, còn chỗ này nhân cho 1/2 thì nó ra 1/2 nè, chỗ này nhân cho 1/2 thì nó ra trừ 1/2, chỗ này không mà nhân cho 1/2 thì cũng bằng không, rồi 1 nhân 1/2 thì ra 1/2. À, như vậy thì từ cái ma trận 3 này mình biến đổi thành cái ma trận thứ tư. Thì mình thấy ma trận thứ tư này nó có dạng tam giác trên rồi. Tuy nhiên nó chưa phải là ma trận đơn vị. Mà muốn ma trận đơn vị ấy, thì những cái phần tử trên đường chéo chính này nó phải bằng không. Thấy không? Trên đường bằng không. Cho nên mình tiếp tục làm cái phép thử giao nhập đang tiếp, tức là lúc lúc nãy đó, mình lấy cái dòng ở trên cùng mình nhân cho trừ 1 rồi cộng xuống mấy dòng dưới. Bây giờ mình sẽ lấy cái dòng dưới cùng này mình nhân cho một cái số tương ứng rồi mình cộng lên mấy cái dòng trên. À, cụ thể là từ ma trận thứ tư này tôi sẽ biến đổi thành ma trận thứ năm này như thế nào. Tôi lấy cái dòng cuối này nè, lấy dòng cuối này nè, mình nhân cho trừ 1/2 và cộng lên cái dòng thứ thứ hai, thấy không? Tại vì trước này cái số 0 mà nhân cho mấy cũng bằng 0 mà cộng lên cái dòng 2 thì nó vẫn giữ nguyên. Nhưng mà cái chỗ này thì nó sẽ thay đổi. Chỗ này mình nhân cho trừ 1/2 thì nó ra trừ 1/2, cộng lên đây thì nó ra chỗ này bằng 0. Yeah. Chỗ này thì nó là đang là âm 1. Đang là âm 1. Mình nhân cho là âm 1/2 thì nó ra 1/2, 1/2 mà trừ 1/2 thì ra số 0 nữa này. Còn chỗ này nó đang là số 1 mà mình nhân thêm âm 1/2 mà cộng lên 0 thì nó ra âm 1/2. Còn chỗ này không mà nhân cho mấy cũng bằng 0 mà cộng lên 1/2 vẫn là 1/2. Đấy.
Nhưng mà từ cái ma trận thứ thứ tư này biến đổi thành ma trận thứ năm này là mình biến đổi đồng thời hai cái phép sơ cấp. Phép thứ nhất là mình lấy âm 1 phần 2 nhân cho dòng cuối mà cộng lên cái dòng thứ hai. Và phép đổi thứ thứ tiếp theo nữa là mình lấy cũng lấy dòng cuối này mình nhân cho âm 1 và mình cộng lên cái dòng thứ nhất này. Thấy không? Ví dụ như chỗ này đang là 1 là mình lấy âm 1 và nhân vô thì nó ra âm 1 phải không? Cộng lên đây là bằng 0. Ra 0 này. Còn hiển nhiên là hai phần tử trước đây mình nhân cho âm 1 thì nó cũng bằng 0 mà cộng lên cái vị trí này thì nó vẫn là số 1 số trừ 1 thôi. À, còn cái chỗ này thì mình nhân cho âm 1 thì nó ra 1. Mà 1 cộng với 1 thì ra 2. Và chỗ này nhân cho âm 1 thì nó ra âm 1 rồi cộng vô 0 rồi ra âm 1. Và chỗ này hiển nhiên là 0 rồi cộng 0 cũng bằng 0. Được chưa? Như vậy thì mình đã thực hiện cái phép biến đổi thứ tư. Cái biến đổi thứ tư tức là từ ma trận thứ tư mình biến đổi thành ma trận thứ năm này. Và mình nhận xét lại là ma trận thứ năm này cái phần trước nó là chưa ma trận đơn vị, nó chưa là ma trận đơn vị, tại vì ma trận đơn vị thì vị trí này phải bằng số 0 đó, cho nên là mình phải biến đổi thêm một bước nữa từ ma trận thứ năm này mình biến đổi về ma trận thứ sáu. Biến đổi về ma trận thứ sáu bằng cách là gì? À, lấy cái dòng thứ hai của ma trận thứ năm này, nhân cho một có nghĩa là chính nó luôn đó. À, mình cộng lên cái dòng thứ nhất. À, tại vì chỗ này một mà cộng lên trừ một này thì nó bằng không rồi, đúng không? Đấy. Thì có nghĩa là từ cái biến đổi thứ năm này đó là lấy cái dòng số 2 của ma trận thứ năm mà cộng lên cái dòng thứ nhất của chính nó thì nó ra được cái ma trận thứ sáu này. Đó. Thì ở đây mình có là không cộng một là bằng một nè, một cộng cho trừ một là bằng không nè, không cộng không là ra bằng không nè. Rồi 0 cộng 2 nó cũng ra 2 nè. Rồi trừ 1 phần 2 mà cộng cho trừ 1 thì nó ra trừ 3 phần 2. Rồi 1 phần 2 cộng cho 0 thì nó ra cũng là 1 phần 2. Đấy. Như vậy thì tới ma trận thứ 6 thì mình thấy nó có dạng IB. Tức là phía trước, đó, cái khối phía trước nó là ma trận đơn vị. Thì như vậy thì khối phía sau của ma trận B nó chính là ma trận nghịch đảo của ma trận A. Đấy. Thì cái đây là cái tôi giới thiệu cái cách tìm ma trận nghịch đảo bằng cái phương pháp biến đổi sơ cấp trên dòng, nó gọi là phương pháp thử Gauss chọc ra. Rồi, chúng ta tạm giải lao một tí xíu rồi chúng ta vào học tiếp lại ha. À, các em có nghe kỳ gõ, gõ bài giảng không? À, cũng được Nghe ha. rõ Bây giờ nha. mình sẽ tạm nghỉ với giải lao một chút tí xíu rồi mình học 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 tiếp lại ha.